Thưa quý vị, hiện nay tiếng Anh đang là một ngôn ngữ được sử dụng thông dụng ở Việt Nam và nhu cầu của người học tiếng Anh ngày một cao hơn. Chính vì vậy mà nắm bắt được nhu cầu của xã hội, nhiều trung tâm tiếng Anh đã mở ra rất nhiều khóa học với những chiêu trò quảng cáo PR tràn lan trên mạng Internet để lôi kéo học viên. Thế nên đã có không ít người nhẹ dạ cả tin đầu tư một số tiền lớn để học tiếng Anh cho mình và cho cả người thân trong gia đình. Kết quả là tiền mất, trung tâm tiếng Anh thì bốc hơi. chỉ cần lên Google gõ từ khóa Trung tâm dạy tiếng Anh miễn phí. Với 0,51 giây đã tìm kiếm ra trên 16 triệu lượt kết quả như thế này. Từ học tiếng Anh online đến học tại trung tâm, các trung tâm tiếng Anh này không chỉ miễn học phí 100% mà còn cam kết đầu ra, hoàn lại tiền nếu không giao tiếp thành thạo hay học hoàn toàn với giáo viên bản ngữ. Nhưng điều đáng nói, cách thức để người học nhận được khóa học miễn phí này lại hoàn toàn dễ dàng. Ví như người học chỉ cần like page trung tâm tiếng Anh và tăng tên 5 người bạn của mình Sau khi đăng ký thành công, học viên sẽ phải đóng một số tiền để giữ chỗ Với lời hứa sẽ trả lại khi đến học Tiền đã đóng nhưng không thấy lịch học Lúc này người đăng ký mới tá hỏa tìm đến địa chỉ trung tâm Anh ngữ đăng trên Facebook Lúc đó người học mới ngã ngửa vì đó chỉ là một trung tâm Anh ngữ mà